Lời Chúa theo Thánh Matthêu chương 5 từ câu 17 đến câu 37. Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn nhất trong nước trời. Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Anh em đã nghe luật dạy rằng, chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng, ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng, chớ bội thề, nhưng hãy trọn thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bể dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giê-xu là đấng được Thiên Chúa sai đến để đưa những mặc khải của Thiên Chúa đến chỗ hoàn tất. Vì thế,
lề luật và các ngôn sữ không những không bị triệt tiêu và loại bỏ, mà còn được xác nhận trong hình thức mới, một hình thức trọn hảo. Đức Giê-xu đến để kiện toàn và đưa lề luật và các ngôn sứ đến sự hoàn tất. Nơi Đức Giê-xu, Thiên Chúa thực hiện lời Ngài đã hứa. Đức Giê-xu chính là nhà lập pháp đích thực mà Thiên Chúa đã cử đến cho loài người mọi thời. Qua người, Thiên Chúa cho thấy cách vĩnh viễn con người phải sống như thế nào. Vì thế, cuộc sống của con người phải được hình thành từ giáo huấn của người. Chúng ta có thuộc về nước trời hay không là tùy thuộc vào việc chúng ta có sống và tuân giữ sự công chính mà Đức Giê-xu dạy hay không. Bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu dạy về cách cư xử đối với người thân cận trong tương quan với tha nhân. Việc xảy ra những xung đột là chuyện thường tình. Thường thì người ta giải quyết những căng thẳng xung đột này bằng những căng thẳng xung đột khác và bằng việc loại trừ. Cựu ước đã kết án cách giải quyết những xung đột này bằng lệnh cấm: không được giết người. Trong thực tế, có nhiều cách giải quyết những xung đột như là nổi giận, thù hằn, chỉ nhục, tấn công hay đả thương người khác bằng lời nói hoặc hành động. Những cách giải quyết này dù không trực tiếp cướp đi mạng sống người khác, nhưng nhiều khi sức tàn phá sự sống của chúng cũng chẳng kém trực tiếp giết người. Vì thế, Đức Giê-xu không chỉ kết án việc giết người, nhưng Ngài còn kết án tất cả những gì dù là nhỏ nhất mà ảnh hưởng xấu đến sự sống. Việc giải quyết xung đột một cách sai trái không chỉ bắt đầu với những hành động, nhưng nó được bắt đầu trước đó từ trong tư tưởng, trong con tim. Vì thế, Đức Giê-xu cho thấy chúng ta không chỉ ra sức tránh những lời nói xấu xa, hành vi xấu xa, mà phải tránh ngay cả những tư tưởng xấu xa, con tim xấu xa. Đừng để xung đột đầu độc hay đẩy tình yêu ra khỏi con tim. Việc ra sức tránh những xung đột thôi là chưa đủ, mà còn vượt qua những xung đột đó bằng cách hòa giải. Việc hòa giải quan trọng và cấp bách đến nỗi nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Đức Giê-xu cho thấy tiến trình giải quyết xung đột là tiến trình của tình yêu và hòa giải. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết giải quyết mọi xung đột của cuộc sống bằng con tim yêu thương và tha thứ. Amen.